Xin chào các bạn nhé. Hôm nay ở nhà nghỉ chống dịch lâu ngày nên hết cái ăn rồi. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn vào bếp để rang lạc làm muối lạc để ăn cơm nhé. Ăn cơm muối lạc vừa ngon vừa giảm cân mà lại vừa rẻ nhất hiện nay. Đấy, sau khi lạc mình cho bóc vỏ xong mình nhặt bỏ những cái hạt lép, hạt hỏng đi, xong rồi mình cho lên chảo mình rang nhỏ lửa và mình đều tay này để đến lúc lạc chín thì thôi, thì sẽ giã làm muối nhá. Các bạn xem video mang tính chất giải trí thôi nhá. Đây là cách mình rang lạc và giã muối đơn giản dân dã. Đầu tiên mình cho vào chảo nhá, xong rồi cho ít muối trắng vào các bạn nhá. Nhớ cho muối hạt trắng để làm sao để muối hạt này nó không bị cháy lạc mà nó làm đỏ cái hạt lạc rất là đẹp. Đấy, bây giờ tiến hành là rang lạc để giã muối nhá. Mình rang ở trên bếp từ thế cho nên là nó cũng sẽ khác ở cái bếp củi. Thế nhưng mà cơ bản thì cái lúc đầu này để cho nó nóng xanh chảo rang này thì mình để điện ở mức số to nhé, công suất ở mức số to để cho nó nóng và nó nóng muối. Đến khi mà nó nóng rồi ấy, thì mình cho lạc vào ấy, thì mình sẽ giảm cái nhiệt độ đi. Để nó nhiệt độ vừa phải thôi thì rang nó sẽ được chín, hạt lạc nó sẽ ngon, thơm ngon, giòn. Đấy, bây giờ mình cho lạc vào. Đấy, đấy cho lạc vào để rang. Đảo nhẹ đều tay các bạn nhé. Nhiều bạn rang lạc là hay bị cháy mà ở ngoài thì cháy nhưng trong vẫn chưa chín. Bản thân là tại vì là không đều tay, không đảo, không đều tay cho nên là đây có một hạt mọc mầm bị hỏng này, người ta bỏ nó đi. Đấy, bây giờ ta cho lạc vào rồi thì bắt đầu giảm nhiệt độ, giảm điện nhá. Đấy, để khoảng nấc 4 thôi, đun ở nấc 4 thôi, nó nóng nóng. Nếu mà mình để nóng quá thì mình phải đảo liên tục. Còn nếu mình để nấc thấp thấp này thì mình sẽ vừa đảo vừa nghỉ được. Khả năng cái chảo này bé mà rang số lượng như này là hơi nhiều. Không sao, một lúc nữa nó nóng đều hết lên là nó sẽ chín hết. Cái cách để mình rang lạc nó chín mà thơm ngon nhá, vàng màu đỏ, xong màu đỏ đẹp mà hạt lạc rất là giòn thơm, đó là mình rang ở cái bếp từ này thì mình rang nhỏ lửa. Trong đấy mình sẽ tiến hành để đậy vung các bạn ạ. Vì cái này lạc nó rất là nhiều nên mình sẽ đậy vung để cho nó giữ nhiệt, nó sẽ chín đều hết. Đấy, đậy vung một lúc xong là sẽ đảo. Cứ đậy vung để một lúc. Vì lửa nhỏ cho nên để lửa nhỏ cho nên các bạn không sợ cháy nhá. Đấy, để số 4 thôi. Chứ nếu mà để lửa to là nó cháy ngay. Mình để lửa nhỏ xong rồi mình úp vung này một lúc. Đấy nhá, chúng ta đậy vung một lúc. Bây giờ chúng ta đấy lại mở ra xem này. Cái vung này nó hấp hết hơi nước. Chính cái hơi nước này nó làm sẽ lạc nó khô. Đấy, mình sẽ mở vung ra, mình sẽ đảo. Đảo một tí xong mình lại đậy vào. Cách rang này sẽ rất là nhanh mà hạt lạc nó chín đều luôn.
Các bạn lưu ý là lúc cái hạt lạc nó chín rồi thì chúng ta không làm thế, không đậy vung nữa nhé, mà mở ra để đảo đều tay luôn, không khỏi lúc đấy chúng ta quên là nó sẽ bị cháy đấy. Đấy, mình để như thế và hạt lạc vẫn rất là đẹp, chưa bị cháy một tí nào nhé. Nhưng mà khả năng là cách rang lạc mà đậy vung này chắc là chỉ phù hợp với cả rang bằng bếp điện, bếp từ thôi, bởi vì chúng ta điều khiển được cái lượng nhiệt. Còn nếu mà rang bằng bếp củi, bếp than thì nó cháy nỏ lắm, lửa nó nỏ nên nó hầu như là nó phải đảo liên tục, nếu không đảo liên tục nó sẽ cháy lạc ngay. Đấy, hạt lạc các bạn nhìn thấy màu đẹp chưa? Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục mình đậy vào thêm vài lần nữa nó sẽ chín ngon. Đấy, khi chúng ta đậy vung này nhá, cái nước ở viên lạc ấy, nó sẽ bốc, tức là cái độ ẩm của hạt lạc ấy, nó sẽ bốc hơi hết lên vung nồi này. Đấy thì làm cho cái viên lạc nó sẽ khô, rút sạch nước này, nó khô, lúc đấy nó mới giòn và thơm. Đấy, các bạn nghe thấy nó nổ lách tách chưa? Viên lạc nổ lách tách này, tức là lạc đã có hiện tượng chín nhá. Đấy, thơm chưa? Đó. Các bạn nhớ là cũng đừng quên lâu quá nhá. Mỗi lần đậy vung này đấy, nổ. Mỗi lần này đậy vung này chỉ khoảng trong vòng độ khoảng 1 phút thôi. Để lâu quá là nó cháy này lại mất luôn cả mẻ lạc ngon. Thế còn ai có sức thì cứ đứng đảo. Đứng đảo thì hơi mệt. Đứng đảo suốt thì hơi mệt, nên là mà nó cũng lâu chín, tốt nhất là cứ vừa đậy vung vừa đảo, thế là nó sẽ chín đều. Đấy, các bạn nhìn thấy hạt lạc nó đỏ chưa? Hạt lạc đỏ đẹp rồi đấy, nổ lách tách à. Bây giờ mình lại tiếp tục đậy vung. Đấy, sau 15 phút mình rang theo cái kiểu là vừa đậy vung vừa rang nhé. Bây giờ mình tiến hành bỏ vung ra, mở vung ra. Rồi bây giờ mình bỏ vung được rồi, bỏ vung rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy hạt lạc bắt đầu đẹp rồi. Đấy, hạt lạc bắt đầu chín rồi, nó có màu đỏ đỏ, màu đỏ và hơi thâm thâm rồi, thấy chưa? Đấy, các bạn nhìn hạt lạc đẹp chưa? Thời gian mình vừa rồi mình rang chỗ nó, số lạc này nó khoảng hơn 15 phút rồi. Thế bây giờ thôi mình không đậy vung nữa nhá, mà mình để mình đứng mình rang đều tay, rang đều tay cho nó chín vậy thôi. Hết vỏ rồi các bạn này. Trong vỏ. Khi nào cái hạt lạc mà mình vê được ấy, lấy tay mình vê được cái lớp vỏ bên ngoài nó sáng là ui nóng quá. Đây nó như này là chín rồi. Vê được và ăn thử mà ở trong nó thơm. Nó giòn thơm nhá. Nhiều bạn rang lạc là không biết rang để to lửa quá là cái bề mặt ở ngoài nó cháy. Vỏ nó cháy chín nhưng mà ở trong thì lại vẫn chưa chín, nên ăn sống thì cực kỳ khó ăn luôn. Cái nữa là rang nhiều như thế này này, rang nhiều này thì cái những cái hạt lạc ở dưới nó sẽ tiếp xúc với cái bề mặt của chảo thì nó sẽ chín tốt hơn là cái những cái hạt ở trên. Chính vì thế cho nên mình phải đậy vung, khi mình đậy vung thì nó sẽ chín đều. Đấy, khi nào lúc nào mà mình tắt bếp thì mình sẽ lại đậy vung một lần nữa. Tắt bếp mình đậy vung một lần nữa để cho nó giòn thơm. Đấy, cái vung lúc nãy lúc đầu thì mình úp đậy vung thì nó còn có hơi nước bốc lên, về càng về sau này nó khô hết thì cái vung của mình trong vắt luôn, không có nước, không có hơi nước bốc lên ở trên nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy hạt lạc đẹp chưa? Hạt lạc quá đẹp luôn. Bởi vì cái hạt lạc này nó rất là to, nếu chúng ta mà cho nỏ lửa ép nó chín nhanh là cũng không được, ép nó chín nhanh thì sẽ mất ngon. Đấy, mình sẽ giảm một nấc bếp nữa.
Bởi vì đến cái giai đoạn chín rồi, nếu không là lửa nhỏ quá là nó sẽ hỏng hết lại. Bây giờ chịu khó đứng đảo một tí, nóng lắm, bọc tay luôn. Đấy, thì bên kia. Cho nó nguội nguội tí, để ra đây cho nó nguội tí, bỏng lắm. Để xem nào. Đấy, ui sợ bỏng, bỏng tay quá. Vê vỏ, ấy, thấy không? Đấy, vê vỏ được rồi này. Đấy, ui nóng quá, nóng kinh khủng luôn. Thường là rang lạc xong là các bạn đổ ra tờ báo hoặc là vào cái khăn cái rẻ, các bạn gói lại, gói lại để cho nó giữ nhiệt và nó giòn thơm. Nếu mà chưa chín mấy thì còn có thể để luôn trên xanh trong đậy vung, bởi vì cái xanh này nó vẫn còn nhiệt mà, nên nó sẽ nóng. Các bạn ơi, thế là mình đã rang chín xanh lạc nhá. Đấy, mình sẽ tiến hành bắc rang. Đấy, bạn nào mà thích làm theo cái cách của mình để có một xanh lạc rang thơm mà không bị cháy, mà chín từ bên trong ra đến bên ngoài, hạt lạc nó giòn rụm luôn, thì làm theo cái cách của mình ấy. Đấy nhá, lạc chín rồi nhá, đây hạt lạc này về ấy, vỏ thấy chưa, chóc hết vỏ luôn. Đấy, cho các bạn xem này. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ mình bắt xuống thì mình sẽ lại tiếp tục để đậy vung kín để cho nó giữ nhiệt, giữ nhiệt để cho hạt lạc nó thơm. Còn tí nữa mình sẽ tiến hành là làm muối với lạc, muối vừng để ăn cơm chống dịch. Bây giờ mình tiến hành mình đậy vung là và tắt bếp nhá. Đấy, tắt bếp và mình sẽ cho ra. Cho ra để ủ ở đây. Đây, chín ngon rồi, thơm quá, hạt lạc thơm phức các bạn. Đấy, đây là cảm quan nhìn bằng mắt thường cái xanh lạc mình sau khi mình rang chín nhá các bạn nhé. Đấy, cái vỏ các bạn thấy chưa này, cái vỏ đấy tuột hết luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn ở bên trong nhá, bên trong cái hạt lạc này nó cũng chín hết luôn, thơm giòn rụn luôn, cho mồm cái cắn sụt phát, ngon cực, thơm lắm. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa, đấy, sau khi rang chín này, hạt lạc đỏ đẹp chưa, không cháy một tí nào nhá. Đấy, mà thơm, thơm phức luôn. Mình thì thích ăn lạc mà rang thủ công này hơn, ngon hơn là để vào trong bếp nướng hay lò sấy. Ăn hạt lạc nó không có vị gì cả, nhưng mà rang này ăn hạt lạc rất là thơm, béo ngậy. Đấy, thử một hạt này, thử một hạt các bạn ăn. Quá thơm luôn, ngon luôn. Các bạn xem kênh nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Chúc các bạn sức khỏe, vạn sự như ý. Mình xin dừng video ở đây.